đợi chút đi, chừng là có người vô người chào. Đó. Hỏi về quê hương rồi này, quê hương đất nước. À, đừng có chính trị chính chéo gì vậy. Bây giờ mình về hưu rồi mình. Bây giờ thế nào? Tại là vì có hai cái thế hệ. Chào khán giả chứ gì? Xin chào cả nhà, chào mọi người. Kích cầu. Tức là cách của Mỹ là 18 tuổi ra khỏi nhà đi học đại học cũng vay tiền để mà đi học. Rồi hoặc là xây dựng cơ nghiệp cũng là vay tiền. Của nó thì cũng rất hay. Tức là, đây là có thể phân tích cái chỗ này này. Nói thế thì Việt Nam có những cầu thanh niên là đến 30 tuổi họ cũng không nợ. Nói thế là cái cầu lắm phải. Để con phân tích cái chỗ này này. Ví dụ nha, như em con đi là nó mua nhà thì tụi con có hỗ trợ để mua nhà. 27 tuổi nó có nhà rồi, có nhà Sài Gòn là tụi nó mua nhà. Rồi là cưới vợ, ba mẹ con mẹ mất sớm mà tụi con vẫn lo cưới vợ cho nó cũng không nợ chút nào. Nó mua nhà nó cũng không nợ chút nào. Thì bây giờ là vợ chồng nó về đẻ hai đứa con rồi, đứa thì hai đứa ba đứa. Thì nó làm tụi nó làm được 15 20 triệu một tháng lận, hai đứa hai vợ chồng cày cũng được khoảng 40 30. Nhưng mà cái tiền của nó cầm về đó thì nó không phải trả tiền nhà này. Không phải trả tiền hồi ngày xưa nó đi học đại học này, cũng không phải trả nợ tiền xe này. Tất cả tiền đó nó mới dành cho chăm sóc cuộc sống hiện tại. Thế là các cái quán xá chú thấy không, nó đông nghẹt á. Thay vì lo đi trả tiền bưu, tiền học, tiền hành, tiền nhà, tiền cửa thì lấy cái tiền nó đi làm được á, nó chi tiêu hết. Nó chi tiêu hết nó vẫn về có nhà mà ở mà cũng phải trả nợ. Thì cũng có hai cái kích cầu, một là cho vay để anh tiêu dùng để là kích cầu, nhưng cái nữa là thà anh không nợ anh làm ra bao nhiêu anh tiêu hết bấy nhiêu. Cách đó cũng là kích cầu, nhưng mà kích cầu bền vững, tức là có thì không có thôi. Chứ còn anh kích cầu kia là anh xài bây giờ mua cái điện thoại iPhone, ngày mai điện thoại iPhone nó phải cũ để dục đi, nhưng mà nợ trong ngân hàng anh vẫn còn, anh đang lo trả nợ cái iPhone này này, giả ví dụ là thế. Thì sai trước tức là sướng trước khổ sau. Thì hai cách kích cầu, một cách kích cầu bền vững và xã hội Việt Nam đó là luôn nhà nước luôn luôn kích thích kích cầu bền vững. Chú có nhà nha, chú đi vay tiền ngân hàng không phải là chú muốn vay là vay nha, đến hỏi chú vay về là vay về làm gì, vay để lợi nhuận, vay tiền nó về để lợi nhuận bao nhiêu. Nhà nước không muốn là chú vay về là mất vốn mất cái nhà rồi mai một là ra đường ở. Cho nên chú Thomas Nguyễn về, chú Thomas ra ngoài đường thấy tại sao Việt Nam không có homeless. Cho nên là nhiều người nói ở bên Mỹ muốn vay bao nhiêu vay, này Việt Nam có chuyện đó. Việt Nam anh phải vay về, anh phải xác thực là anh về kinh doanh cái gì có sinh ra lợi nhuận hay không. Không, đó phải có vay nó hỏi đó. Nó hỏi đó chứ nó vẫn có anh có khả năng trả hay không, nhưng mà có điều xua đuổi như này. Có nghĩa là khi anh chứng minh tài sản anh có, anh phải vay bên là anh mục đích làm cái gì thì cái chuyện có, nhưng mà nó dồn cái chứng minh tài sản của anh có khả năng chi trả thì nó mới cho anh vay, đúng không? Rồi. Nhưng mà cái quá trình từ cái ngày anh vay đến cái lúc mà anh trả nó xảy ra những sự cố mà anh không ngờ trước được, không ngờ được, vậy. Đúng thì rồi. Lúc đó anh mới bể nợ. Chứ còn thằng, thằng ở Việt Nam mình á, nó khác hơn ở chỗ thằng Mỹ là nếu anh làm anh chứng minh được anh có khả năng cũng giống như thằng Mỹ thôi, có nghĩa là khi anh đã làm công nhân, làm hãng chứ anh có đồng tiền hàng tháng thu nhập vào thì nó quy chiếu theo cái điều đó để cho anh vay, thì giống như trong khác Mỹ. Và ngày hôm qua tao mới được tin là anh vay thì anh vay nhưng mà chỉ 60 tuổi đối xuống thôi, còn trên 60 tuổi thì nó không cho vay. Nó chỉ không, mấy ông già rồi không làm ra tiền. Có. Có không? Tại vì em làm bên địa ốc em biết mà. Trên, ví dụ như bây giờ Bắc Cầm có một cái căn nhà. Dạ. Trên 62 tuổi là anh cho Bắc Cầm vay được, không cần chứng minh income không, không cần chứng minh thu nhập, mà còn cần chứng minh cái điểm tín dụng. Tại vì á, nhà nước Mỹ nó có cái này là cục vậy, coi như rơi vào cái tình trạng ví dụ như là người Mỹ á, họ đến khi mà họ về già rồi á thì họ cái tinh thần tự lập của người Mỹ nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà khi về già rồi á họ không có nghĩ đến con cái nhiều hơn, họ nghĩ đến cho họ và con cái lo tự lo lấy. Nên chi bây giờ Bắc Cầm có căn nhà ha, căn nhà đó Bắc Cầm nợ 500.000 mà Bắc Cầm đã trả coi như là 450.000 rồi, thì nó sẵn sàng cho Bắc Cầm vay với một cái số tiền lợi nhất định mà Bắc Cầm không cần phải trả lại, nó coi, trừ vào cái số tiền nhà đó. Nó coi là nó gọi là reverse loan là Bắc Cầm không cần phải cái đó phải trả lại, dễ lắm. Nhưng mà không, đó Bắc Cầm biết rồi. Tất nhiên là nó 62 tuổi nó vẫn cho Bắc Cầm vay với điều kiện là Bắc Cầm
kéo tiền căn nhà đó ra, mình đi chơi. Đi chơi thôi. Cái đó là nó trừ vào cái giá trị của căn nhà của mình. Ví dụ như 500 ngàn, nó trừ mẹ nó hết tiền mình vay. Có nghĩa là mình bằng, ví dụ còn thiếu 50 ngàn nữa để trả giúp căn nhà đó. Thì mình cộng thêm 80 ngàn nữa là 85 ngàn. Thì cái giá trị 500 ngàn đó lại còn là cái 420 thôi, 415 ngàn thôi. Cộng thêm tiền lời trùng chất. Cộng thêm là cộng tiền là, lời trùng chất. Cái đó là kêu ăn cướp mới xin được khách. Cái đó là mình không nói vậy mà nói Việt Nam này. Tạm qua, tạm qua thì nghe tụi nói là bất cứ mua cái gì bất không mua bất động sản nha, mà chỉ mua lặt vặt thôi. Ví dụ như thế di động hoặc là mua xe đi, đại khái vậy. Thì phải vay ngân hàng, mình chỉ trả trước khoảng 1 triệu, 20 triệu gì đó, đại khái vậy. Còn bao nhiêu là vay ngân hàng thì nó chỉ cho vay dưới người nào 60 tuổi trở xuống thôi, trên 60 tuổi nó không cho vay. Những cái đó là conventional loan, là cái những cái loan của tư nhân bên ngoài. Tư nhân bên ngoài. Còn cái loan của nhà nước á, nó rất chiếu cố bất cứ. Nó rất nó mua lấy cái nhà. Sau đó rồi cái, ví dụ như một ngày nào đó anh em mình qua đời ha, thì căn nhà đó để lại cho con cháu ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái số nợ trong nó đi là bất cầm lúc đó nợ 50 ngàn, bây giờ nó nợ đến 200 ngàn tại vì bất cầm lấy ra tiêu rồi. Thì bây giờ đứa cháu nó muốn bán thì trả hết trả lại tiền rồi tiền đủ lại rồi là kia. Trở thành là zero trở lại. Thì tôi đó là một cái bẫy. Thế thôi. Chú Thô Bát thì chú Cầm hiểu không? Ở Việt Nam thì cái văn hóa nho giáo mà văn hóa là độc hồng khổng tử mà. Cho nên là ở Việt Nam thì đàn ông thì đi lo cày bừa làm mà vợ thì cái hòm việc quá. Đúng rồi. Cho nên khi mà hầu như người Việt Nam nào cũng thúc giục người đàn ông và vợ chồng tích góp để mà làm sao mua được cái nhà. Là văn hóa truyền thống là an cư lạc nghiệp. Mà khi có cái nhà rồi nhá, người phụ nữ hay lắm, họ giữ khư à. Cái gì mà lấy vô được mà ra không được. Đó là lòng nhà đấy. Chồng muốn làm ăn cái gì là phải thông qua vợ này, ba muốn cắm ngân hàng để làm ăn cái đó, còn vợ nó so chết lúc đó. Rồi còn alo tới mẹ ơi, ba ơi, anh chị em ơi, ông chồng em mà muốn đầu tư cái này cái kia. Cái đó. Cái đó. Nhiều lúc mấy anh ở bên này tôi nói xin lỗi các anh, nhiều lúc các anh giá trị quá. Tôi nói xin lỗi các anh người đó, nhiều lúc các anh coi như là gia trưởng quá, rồi cái gia tài đó các anh cũng muốn làm cái gì là các anh coi mất như nhà luôn, mất nhà luôn, cái đó là cầm cương người nhà người vợ Việt Nam là cái đã mua nhà rồi nó giữ chứ chắc lắm, cầm cương mơ có một cái câu là tay hòm thì khóa là vợ ta. Nhưng mà ở Mỹ thì không thể làm được gì đó. Nói một cách nôm na như vậy hiểu. Khi anh mua một căn nhà thì một mình cái anh khôn của anh nó không cho mua. Tức phải hai vợ chồng mới mua được, là hai cái không là hai mức lương nó mới cho mua. Thế thì hai mức lương cho mua bắt đầu từ tháng đầu tiên mua nhà cho đến những cái dài những năm sau thì hai người chia ra. Một anh chàng lương của chồng á thì trả tiền nhà, hoặc là lương của vợ trả tiền nhà, tiền chồng chi phí trong hàng tháng một đó sinh hoạt rồi đó. Chia ra rõ ràng vậy. Thành ra nó không phải giống Việt Nam, tại vì bị mắc nợ kia mà. Thành ra suốt đời thằng chồng là phải trả tiền nhà, thì con vợ phải đi chợ. Nói như vậy đó, thành ra bị đó khó hơn là ở Việt Nam. Việt Nam mình ví dụ là làm lương 20 triệu, nè, 20 triệu nè, bà kia bỏ vô rồi bằng sân rồi bắt đầu rồi. Bữa nay cho 10 ngày uống cà phê, thôi, 5 ngàn thôi, phải chịu, tay hồn gì quá, Việt Nam mới gắt kìa. Vô thì được, mà ra thì khó, đại khái vậy. Có cái khổ của mấy anh chàng. Chú không bao giờ chú Cầm hiểu không? Như cha mẹ con cái ông già con ở quê thì cũng giàu có gì. Nhưng mà khi con sống á, lần đây nói là gì, nói với đứa nhỏ này, nói tụi con ở đây, tao tính giàu thôi nhưng mà tụi bây có vợ tao có thằng miếng đất. Tức là làm gì làm phải tính góp á, đất ở quê thì cũng rẻ thôi. Là kiếm đứa nói trong bốn thằng con trai, năm đứa con gái là một đứa một miếng á. Là sau khi mất á, là ông viết di chúc là của thằng này chỗ này. Là nhà con này năm anh em mà được có bốn cái à, cho nên là con với thằng thứ ba là ở cái nhà chính, con với một thằng em ở nhà chính, mà nó ông nhà ông tin tưởng con là mày cho mày nhà chính, nhưng mà mày ở đâu mày nhường cho em à, mà đúng thật, tức là con với một thằng là ở cái nhà chính đó, còn là mấy đứa kia là con riêng, tức là cha mẹ làm vậy chứ, có khổ cực nhìn ăn nhìn đói nhìn khát vậy đó, nhưng mà cũng dành dùng để mai mốt tụi bây coi vợ, tụi bây có cái nhà mà cắm dùi, đó cái truyền thống văn hóa cha mẹ để lại. Để mai mua được con cái, giờ mình vẫn nhắc đi ra ngoài này. Đến
đó là cha ông bà nghèo nghèo cho cái gì cũng dành lại cho con cái gì đó, đó là cái tập tục và cái tập quán của người Việt mà là vậy đó. Đến giờ tụi con đây cái gì cũng con cái, thậm chí bây giờ nó còn đem theo của Mỹ nữa, giống như vậy đó. Bây giờ là con cái gì làm cái nhà hay buôn bán gì cái này không để cho con cái này, mặc dù nó không cần nó tự lập từ nhỏ rồi. Tụi Mỹ này nó có cái văn hóa tự lập nhớ không, nhưng mà cái người trai người mẹ nó vẫn khư khư à, giống cái chú nói của chú đó, khư khư à. Nhà tao bên Mỹ để mấy đứa nhỏ. Mà nó không cần, mẹ nó giàu cha nó giàu hơn mình gấp mấy lần mấy chục lần á, nhưng mà cứ trong bụng cứ nói, cái này là của cái này cái đó là cái truyền thống, cái truyền thống bây giờ là mặc vậy. Dù tôi đã đi xa lâu rồi nhưng mà cái truyền thống, những cái dòng máu, cái truyền thống cái gen di truyền như vậy của dân tộc Việt nó là nó có cái hay á, giống như là khi này Hải nói á, là về vấn đề là anh em á, ở Mỹ là ví dụ như tụi nó có gia đình rồi là đứa nào đứa đấy lo, chứ không có mà vấn đề mà anh cả phải lo cho em thế này thế kia, lo tiền học tiền này tiền kia, hoặc là lo cái đó nó không có, phải không Bất Cẩm? Đúng rồi ha. Mạnh khi mà tụi anh em ra nó lấy vợ lấy chồng rồi là, hoặc là đi ra mỗi đứa mỗi ngã, khi 18 tuổi là mạnh đứa nào đứa lo nói một cách tao buồn, gia đình tao thì không được, không bị điều đó, nhưng mà có những gia đình người Việt ở nước Mỹ nó buồn cái này nè, có nghĩa là khi con nó trưởng thành rồi, phải không, nó đứng tuổi cho qua thoát ly trên 18 tuổi rồi, được quyền rồi, và nhiều khi nó đi qua tiểu bang khác là đúng rồi, con đi học xã hội rồi, thậm chí nhiều người hỏi ủa thằng A thằng B thằng C con mày đâu rồi, nhiều khi ông già nó không biết nó đi đâu, bởi vì nó đi qua tiểu bang khác rồi, nó là giống như con chim nó bút bay đâu bay, nó là con người của xã hội rồi. Đúng rồi, anh không có quyền được là cấm đoán hoặc là anh khuyên thì được, đúng rồi, nhưng mà anh không có thể mà nói là anh không giữ chân ấy được, anh không nốt lại được. Thành ra bây giờ nhiều khi buồn ở cái chỗ là con mày đâu rồi, giờ tao cũng không biết nơi đâu nó buồn cho nó cái được và cái mất thì đó, có cái được và cái mất mà mất đi cái sự gắn bó của sự mắc xích của gia đình, ví dụ như là những cái bữa cơm gia đình á, tôi cũng nói trong cái chuyện khó lắm, bữa cơm gia đình không có thời giờ để mà ngồi để mà nói chuyện, mà ở Việt Nam mày phải hiểu như vậy là thôi bác, cái bữa cơm gia đình đối với người Việt Nam rất là quan trọng, đúng chính xác, nó quan trọng vô cùng, nhưng ngược lại ở bên Mỹ kiếm một bữa cơm gia đình hầu như không bao giờ có. Và cái thứ hai nữa là cái ngày lễ hoặc ngày Tết của gia đình Việt Nam mình, mày thấy rõ ràng ở đây Tết ở mọi năm ở Việt Nam ta ngày xưa tao còn nhớ mà, khi mà Tết đến là ông cha ta dỗ là cái bình nhà tự đường đó, là chú là bác này, anh này, chị này, cô dù cô gì chú gì đó mày là tụ tập lại để mà làm mâm cơm đó. Ở Mỹ này làm gì có cái chuyện đó, bây giờ bà mất, và bây giờ bà anh mất thì ảnh thế nào đây cúng, đứa thì ở Cali, đứa thì ở Massachusetts, đứa thì ở San Francisco, ai đâu có về, hỏi gọi điện tôi mới cúng má không, thôi bác anh cúng đi, tôi cúng cái này rồi xong vậy không biết là, bây giờ là thời gian đó tụi nó không có, cũng không có luôn đó, thành ra việc đó nó khổ, nó có những cái buồn, nhưng mà không kể đó là gì, mình phải nhập gia tùy tục và mình ở đâu thì mình cũng phải gắn bó thôi, chứ mình không làm gì được cả. Chú thông báo cho chú Công hiểu không, con nói này, ở Việt Nam thì thường thường là nhà mà hai đứa con á, thường là một theo có một đứa ở với cha mẹ, nếu một trai một gái thì một con gái ở với cha mẹ, hay là con trai nó ở cha mẹ, có cái thế này, 25 tuổi nó học xong lấy vợ, nó lấy vợ xong đẻ một hai đứa là chiều là ông ngoại là cứ ông ngoại hay ông nội á cứ dắt cháu đi chở cháu đi học chở đi chở về, một cặp vợ chồng ở Việt Nam của trẻ Việt Nam được hưởng thụ nhiều hơn ở Mỹ nhiều, đẻ con ra là có ông bà lo nha rồi, khi đẻ lọt lòng là có người mẹ chăm sóc này. Chính rồi xác. Là nhỏ ẩm đang ẩm nó đỏ hòn thế này là có bà ngoại chăm hoặc bà nội chăm này, ông bà cùng chăm một đứa cháu, có nhiều nhà là hai ông bà chăm một đứa cháu cưng nừng lắm. Trời rồi ơi. Lớn lên là đưa đi học, cho nên vợ chồng đẻ được con nhiều khi giống như vợ chồng con lo đi làm về kể như vợ chồng con đấy, cái vợ con đẻ cũng thế, bà vào chăm cho mấy tháng để người này người kia thay nhau, để vợ chồng đẻ một tháng là chờ nhau đi chơi tung lung, mà đẻ ba đứa con đẻ một bạch ba đứa luôn, tại vì mình mang nặng mà mình thoải mái, thế tao nói mày nghe, đây là dân tao này, tao mang nặng cái tư tưởng về Việt Nam quá đi, để biết tao từ ngày qua Mỹ mấy đứa con tao nó còn đỏ hỏng à, tới lúc mà nó lên trưởng thành nó 18 tuổi, nó nói với cha mẹ nó tôi con thì con không ở nhà nữa, nó bỏ ra đi cái đi rồi, phải biết vợ chồng tao cũng bao giờ tao biết khóc đâu, mà tao biết mắt tao rớt, tại vì biết sao mình chưa chứng kiến cái cảnh như vậy bao giờ, em cũng đã rơi vào trường hợp đó là... có nghĩa là tao khóc thứ nhất, rồi tao khóc thứ hai, rồi tao khóc thứ ba, mà cái xã hội đó vậy là phải vậy thôi,
mình không làm sao mà mình đúng lấy rồi được. Cái đó anh không có quyền không, được không có có quyền dính anh vô anh phải tôn trọng quyền tự do bởi vậy cái ra biết không tao thì mày có nhiều bữa tao đi làm mà nước mắt tao rớt xuống em cũng có một cái câu chuyện một trong những cái câu chuyện đó khi làm tâm sự với Bất Cẩm giống như là đứa con út á nó đòi là không có gì quý hơn độc lập tự do nó học theo tư tưởng của bác phải không nó đòi buồn quá tao mà nó riêng đừng có lên mạng tao tao rơi vào hoàn cảnh như vậy mà hiểu không tao tao buồn quá tao đi làm mà rồi nó cũng sẽ qua đi thôi rồi nó cũng sẽ từ tao đi làm mà có con người tao nó kỳ lắm cái bữa nó đi làm mà bởi khi nó nói với tao là nó không ở nhà nữa nó vào trong trường nó ở và nó gọi là đôm á tao chưa ra làm đôm nó ở đôm. Và nó không về nhà nữa cứ con người tao nó hụt hẳn mẹ nó thì khóc hết nước mắt rồi tao mình thì mình lo sợ cái lo kinh khủng luôn tệ nạn xã hội đủ đó. Thứ trời ơi lo nhưng mà rồi đâu cũng vào đó thôi tại vì không phải rồi đứa thứ gì nó cũng đi rồi đứa thứ ba bữa đứa thứ nhì nó về lâu lâu nó về thăm tao rồi tao ôm nó khóc tỉnh bơ về buồn cười tội cái là mình nhớ tới cái giai đoạn đó mình cảm thấy mình hụt hẳn ở Việt Nam mà không bao giờ có cái cảnh đó và chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh người đàn ông rơi nước mắt vì con cả thấy không mà ở Mỹ thì có vậy bởi vì ta không thể nào mà dứt bỏ được cái tập quán em thông cảm về điều đó tại vì em đã cũng trải qua những đúng cái giống như là bác Cường nói em trải qua cái câu chuyện của chú bây giờ con năm nay là con bé là 18 tuổi sắp còn mấy tháng một hai tháng là 18 tuổi này đây ba mới nói đây ở Mỹ là 18 tuổi là ra khỏi nhà đó con xách vali ra khỏi nhà đi kiếm chỗ khác ở đó con. Nó nói này con biết mà, bạn con ở bên đó, bạn con đi du học bên đó nhiều lắm. Nó nói cái này hoài thôi. Nhưng mà con thì không đó nhá. Ba nói rồi mà, con đẻ con cho ba nói cho ông ngoài nuôi được kìa. Là con hù rồi đó, là con đẻ cho mà nuôi được kìa. Đẻ cho 4 năm nữa cho ông bà nuôi được kìa. Nó con hù mình lại rồi đấy. Không có đi đâu nha. Nuôi học đàng hoàng, đại học đàng hoàng nha. Không có ra ngoài mang nợ đâu nha. Nó con hù mình vậy đó. Để hôm qua ăn cơm con mới nói nó. Giờ sắp tới là học xong 12 rồi á, tôi chơi kiểu khác nha. Tôi học 12 là ba học đại học ba một năm bao nhiêu là tôi cho ghi nợ đó. Thế này là tiền học phí bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, tiền xe xăng xe bao nhiêu là tôi ghi nợ. Rồi mai mua là đi lấy làm lấy chồng rồi trả lại. Nói bán rồi con chạc. nói chồng lại bán rồi con chạc nó của ba. Thì cứ ghi vô đó đi. Ghi vô đó đi để mai mốt đi ra đời đi làm rồi biết thấy ba mẹ cực khổ thương ba mẹ hơn. Đó, mình chồng này qua 18 tuổi học đại học mà làm thật. Chẳng hạn như chi phí học bao nhiêu là mình ghi 4 năm học đại học bao nhiêu tiền đó. Làm để cho nó sợ thôi. Làm cho để mai mốt nó biết được. Nó biết được cái công lao. Cái giá trị của công lao cha mẹ nuôi ăn học đúng không? Chỉ đâu có tính toán. Thì cái đó cũng là đang một cái vấn đề mà cũng phải là nghiên cứu và phải làm. Tao giống mày không? Mày giống tao ở một cái điểm là ngày xưa tao chở con tao đi học đại học high school từ dưới middle school tới high school. Thì ngày nào đi học lên xe lúc nào bởi không có đâu có thời giờ đâu chỉ có giờ đưa nó đi học có thời giờ tao làm cái đêm mà tao làm cái đêm mà sáng về nhà là bắt đầu chuẩn bị đưa nó đi học uống cà phê xong kêu đi học thì trên cái đường đi học chở đi học thì mình cũng khuyên lên dạy bảo như thì đứa nào nấy gọi im lặng ngồi ngó nghe thôi mà mình nói riết á thì ra nó chán không được nó khổ rồi. Không con chú thì ba đứa con chú cầm thì tuyệt vời ba chú thì thành đạt rồi nói chung là chú về đây cũng là nhờ con gái thành đạt đúng rồi gia đình thành đạt một hai năm nữa trải qua một năm sau rồi. Năm sau là thím về hưu rồi đủ tuổi về hưu rồi thì rồi. Ông bà mà đi khắp hành tinh kẹp nhau đi thôi thoải mái rồi còn chú Thomas chú Thomas về hưu chưa thì cũng về hưu rồi làm bên nó thì làm bán thời gian để trả thêm một vài cái bill ở bên nó thôi một đô bill thì nó biết bên đó thì nói đúng ra thì nếu mà còn chú ở đây còn bao lâu rồi thì về bên đó chắc tháng 10 này còn đầu tháng 10 này là về bên đó thì để con sắp xếp rồi có gì để chờ chú với chú cầm ta đi một vòng bờ biển gì đấy ta chơi cũng làm clip cho mọi người xem rồi thăm cảnh quê hương về đặc biệt là về con đất khoái nha ở miền Nam này con đất khoái cái Bà Rịa mà những cái huyện như Xuyên Mộc rồi Ba Tô rồi là những cái nói trong quê hương mà đất đỏ đó nó ở đó gần biển mà cái phong cảnh không mày khoái biển rất đẹp tao không ra, tao đâu tao không biết bơi mà tao khoái biển khoái dọc nước đúng rồi con nói là những cái người mà bên kia mà tiền ít á nên về những khu như suối Rau hay là suối Nghề hay là Xuyên Mộc hay là những cái là nói chung từ La Ghi ở vào đây á thì chỉ cần một cái mua nói là ghi cũng đã lắm á con nói chỉ cần một cái
về hưu chỉ cần một suất lương khoảng 800 đồng hoặc là 1000 đồng thôi. Về vùng đó tích lũy một cái nhà khoảng 1 tỷ đô lại. Nhỏ nhỏ thôi. Là nó đẹp lắm, có vườn đấy đó. Là sáng sáng chiều chiều đạp xe đi biển, có cái lương hưu khoảng 15 triệu, nếu ở quê 10 triệu thức tha hồ thống. Thì con nói là mức độ cho con như chú Cầm đấy, sống thành phố là lương chú cao, lương chú tiền lương của chú đã gần 6 rồi, còn tiền chưa thuê nhà 2-3 chỗ. Chú thì đại gia, chú Cầm đại gia rồi. Chú nói rồi, nhưng mà ý là có những người thì họ thu nhập ít hơn chú Thomas. Nhưng mà theo con ở Việt Nam như tuổi già như chú, con nói nếu con có căn nhà nhỏ nhỏ chỉ cần 10 triệu là chú tha hồ. Đúng rồi. Tha hồ luôn. Ăn uống rồi bởi nhiều rồi. Ừ, cà phê cà pháo rồi chơi bời rồi, thoải mái. Như chú Cầm mua trên xe mô tô 70 triệu đấy. 70 à? 70 à? 72 triệu đấy, đi lại đó. À xe bên này sao bây giờ giá rẻ ghê Bắc Cầm ha? Giá rẻ ha. So với mấy năm trước xe hơi bây giờ giá rẻ. Bây giờ nó tràn ngập rồi. Giá rẻ. Sợ tao giờ tao muốn yêu cầu là bộ giao thông vận tải phải cấm mẹ nó hết đi. Đi kia tao chạy bộ nghe, tôi nghe đưa em nó bán. Quá giờ nó xe đại xe hơi nó kẹt đường kẹt xá luôn. Mấy năm gần đây thì thực chất là người ta nói là đất nước là 25 năm mở cửa như tụi con đây là gọi là một niềm tin đất nước tuyệt đối. Vì khi tụi con là sống những cái cảnh làn bo bo mà. Năm 1995 mở cửa là trước lúc đó là con từng đi có hợp tác xã con cũng biết. Tức là có những thời gian khổ, con nói chú là chưa bao giờ nói là nghèo thôi chứ không có đói. Mà cảm thấy sung sướng là cũng khoai bắp ngô lúa để ăn đủ. Đã là người dân Việt Nam thì phải hiểu, phải biết quá khứ và hiểu được tương lai. Đúng rồi. Để mà mình trân trọng cái mình có ngay bây giờ. Hiểu chưa? Có những người không hiểu về quá khứ mà tới bây giờ họ vẫn trách móc là những người đó không ra gì rồi, nó thẳng là vậy. Kể cả con người cũng vậy thôi. Con người cũng vậy thôi. Chú biết không, lúc bà con ở Sài Gòn lập nghiệp á. Còn chiến tranh rồi là coi như là nhất chú, rồi. Chú Thu Má đâu? Không còn cái gì mừng cho bạn. Mà đúng không ạ? Nếu mà chiến tranh không có làm gì được cái kinh tế văn không hóa biết là tao với mày còn ngồi đây không đó, nữa không biết là ba anh em mình còn ngồi đây không nữa. Hay nói là giới trẻ nhiều lắm. Chú Thomas và chú Cầm biết không, cái lúc mà con ở Sài Gòn mà con ở đây á là cái đường này con đường đất này, con đường Quang Trung là đá lộn nhổ, mà khi đó chứ có cái cầu lớn này đâu, ngay nhà con ấy chở cầu đó. Ngày xưa cái cầu đó là cái cầu gỗ, cầu sắt nhỏ dưới á, xe tăng chạy á. Sau này làm cái cầu cái đường cầu chở cầu ngày xưa, sau đó làm một cái cầu bê tông nhỏ. Còn bây giờ thì là một cái câu bự rồi, câu vượt bự rồi. Tức là lúc đó vào Sài Gòn, Gò Vấp cũng đang ao rau muống, rồi cỏ tranh, rồi mồ mả tùm lum mà. Nói chung là mọi điều kiện kinh tế lúc đó cực kỳ khó khăn, mà xin cái việc làm khó nữa. Nhưng mà trong lòng vẫn tự tin, vẫn tin tưởng đất nước sẽ một ngày phát triển cương thịnh. Và chỉ tập trung, đầu óc và tập trung vào để mà làm kinh tế thôi. Suốt ngày á. Bạn bè cũng ở Nhật, có ở Hàn, có ở Tây, ở Mỹ gì có hết. Nói bên này giàu lắm, sướng lắm mày ơi. Mày làm bên đó đi, tao làm bên này. Tao lo làm bên này đi. Mình vẫn tin tưởng với chính sách của nhà nước, với đảng nhà nước đề ra. Và chăm chỉ làm việc, miệt mài. Và đến ngày hôm nay thì sau hai mấy năm mình kinh doanh làm ăn ở Sài Gòn. Và xã hội phát triển nhanh hơn mình nghĩ. Kể cả cái khu phố nhà con ngày xưa là ao rồng muống thôi. Bây giờ nhà cao tầng không? Nhà có 7-8 tầng, 9-10 tầng. Xe được hả? Đó là khủng khiếp. Không lấy xe luôn. Cười luôn. Cho nên là như không phải nãy tôi biết vậy vậy đó. Chú Cầm vì chú Thomas đây hiểu không? Là kể cả con là sống ở Sài Gòn mà con cũng ngạc nhiên với đất nước phát triển đấy. Tức là mở mắt ra nó choáng ngợp. Sống ở Sài Gòn 25 năm choáng ngợp luôn. Chứ đừng nói là người nước ngoài về. Người nước ngoài như các chú về đây thay đổi nó là phải là chắc chắn là nó ngạc nhiên luôn, ngạc nhiên thời gian đổi thì hàng ngày á nửa năm anh không ở đây anh đi về anh thấy lạ rồi. Bữa là có những người thì nói này nè, tôi chống cộng chứ tôi không chống đất nước, đất đảng cộng sản thì đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mấy đó là cái đầu nó nhân dân làm chủ, đảng đề ra các chính sách, lãnh đạo và nhà nước dựa vào các cái chính sách đó để mà quản lý. Rồi nhân dân làm chủ là gì? Chủ nhà, chủ cửa, chủ ruộng, chủ đất, chủ các hàng xưởng. Rõ ràng như thế. Con có công ty là con là chủ công ty. Mà chú làm nông thì chú có chủ là ông cái nhà với cái ruộng của chú. Thế là người dân làm chủ tất cả chứ con gì? Thì thôi chúc mừng. Ok. Bây giờ đấy,
thì tất cả mọi người cùng nhau bắt tay vào để mà lao động cật lực để mà xây dựng đất nước. Đây. Bây giờ thì chúng ta đất nước không những hòa bình mà kinh tế cũng phát triển anh em một từng nhà. Bước từng bước phát triển mạnh hơn và đúng. Cũng mong mỏi là gì nhiều chú như vừa đó con nói là cái cầu nối này con mong muốn nó sẽ có 100 chú Việt kiều như chú Cầm về chú Thomas về Gò Vấp để hưởng tuổi già sáng chiều đi uống cà phê để đủ vui rồi vui một tay lớn để mà thấy được cái đất nước mỗi ngày mỗi tiến lên và thấy ông đi qua bà đi lại thanh niên thì đi lao động làm việc để xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh. Nhỏ này nó hơn lắm mà không biết tập hơn tao cũng bao giờ mua số mọi người thấy dễ thương quá tao mua số này bạn tờ này chú giữ cho con đi số 45 này tao này đây tao lấy luôn á tao mà giữ là trúng tao lấy luôn á đây bảy tờ nè quá tao là giữ á bảo đảm chiều vô độc lạc còn nhiều tám tờ tao hưởng luôn nha cảm ơn một chút thôi bây giờ thế này bây giờ cũng trưa rồi chào mọi người nha. Chúc bà con cô bác một ngày mới vui tươi. Rồi, chúc tất cả mọi người vui vẻ ngày mới nha.